TV 256 xin mến chào quý vị ạ. Có một người vô rồi. Bữa hôm nay thì TV 256 muốn cho quý anh chị em nghe cái đoạn mà TV nói chuyện với ông Nguyễn Xuân Phúc nha. Chào bạn Charlie Phan. Cách đây có khoảng nửa tiếng, có khoảng 45 phút đó, thì TV có nói chuyện với ông Nguyễn Xuân Phúc. Thì hôm nay TV muốn trình bày về cái vấn đề này. Mong quý anh chị em lắng nghe những cái lời mà TV nói chuyện với ông Nguyễn Xuân Phúc. Hiện tại thì đang có bốn người. Thì TV muốn cho quý anh chị em lắng nghe cái phần mà TV 256 nói chuyện với Nguyễn Xuân Phúc nha. Có thể đợi một chút xíu nha, đợi chứ cỡ khoảng 20 người đi. Rồi TV 256 phải sẽ cho quý anh chị em cái phần recording, cái phần mà TV 256 nói chuyện với Nguyễn Xuân Phúc. Để xin quý anh chị em có ý kiến không? Livestream lâu quá TV không có livestream, thành ra sau thấy ít người vào đấy. Chào bạn Trần Văn Đào nha. Để TV nghe. TV nghĩ chắc cho quý anh chị em nghe cái phần mà recording ha. Chào anh Trần Vũ, anh Bình nha. Để quý anh chị em nghe cái phần recording giữa TV 256 và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mời quý anh chị lắng nghe nha. Tạm thời mấy người khác sẽ vào nữa, nhưng mà nãy giờ đợi rồi cũng lâu mà không thấy ai vào hết. Thôi để TV phát cái đoạn ghi âm này nha, quý anh chị nghe ha. Hello, Thủ tướng Phúc ơi. Hello, anh khỏe không? Dạ, Đi đâu? tôi khỏe thưa Thủ tướng. Hôm nay Thủ tướng nói chuyện với tôi được 5 phút không? Vài phút thôi, tôi đang chuẩn bị tóc dữ này nhé. Anh nói đi, nói đi. Tôi biết Thủ tướng bận lắm, nhưng mà sự thật ở bên Mỹ mà Thủ tướng biết rằng là khi mà đạo luật nhân quyền được thông qua bởi bởi thượng viện, nó bây giờ chờ đợi ông tổng thống Trump ký thôi. Thì tôi muốn thưa với Thủ tướng là đất nước mình cần phải thay đổi cái thể chế chính trị. Cái điều mà toàn dân hải ngoại đều mong muốn điều đó, dân như vậy, và tôi khẳng định điều đó. Thân ái. À chưa thay không thay đổi thế thì lúc này được anh không thay đổi lên nè, thay đổi lịch sử kinh tế đó để phát triển kinh tế xã hội, bao giờ nước nào đồng thời là phát triển kinh tế dân giàu nước mạnh lên tốt đất lên,
anh Bình nhé. Dạ, nhưng mà chúc anh sức khỏe và tiếp tục nghiên cứu rồi đóng góp xây dựng đất nước anh Bình nhé. Rồi. Chào anh Bình. À, đó là số điện thoại muốn gọi đó. À, quý anh chị em thấy điều đó, quý anh chị em nghe thấy điều đó. À, TV 256 đã trực tiếp gọi là điện thoại cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà TV kể lại cho quý anh chị em nghe đó là lần trước đó TV 256 có gọi cho ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và TV nghĩ rằng đây là cái việc mà thay đổi cái thể chế. Tại vì cái bài báo đó là đừng sợ dân làm giàu, các đồng chí ơi. Đó là cái bài báo đăng trên trang nhà của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thay đổi cách thức làm kinh tế, bó tay. Cảm ơn anh Trần Vũ Anh Bình. Thì TV nghĩ rằng á, đây là một cái sự thay đổi về thể chế, thành ra TV có gọi cho Nguyễn Xuân Phúc. Và ông nói rằng là, khẳng định rằng là chỉ có thay đổi về đầu tư thôi. Là ông nói một cái câu đó là chúng ta đó gọi là đập tài về đọc tài về quản lý mà còn đọc tài về đầu tư nữa thì làm sao mà dân chịu cho nổi. Đại khái ông Nguyễn Xuân Phúc còn có nói như thế. Thì TV nói ông đó, lúc đó TV trả lời TV 26 nói rằng đó đọc tài là không tốt rồi, đọc tài là mình cần phải xóa bỏ cái vấn đề đọc tài. Thành ra dù là độc tài về quản lý cũng TV 256 cũng không chấp nhận nữa. Thì ông nói, ông trả lời TV 256 rằng là đất nước ta có hiến pháp. Đất nước ta có hiến pháp. Mà cái hiến pháp này đó là khẳng định rằng là Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo đất nước. Dùng cái chữ lãnh đạo cho nó oai vậy thôi chứ sự thật TV không thích cái dùng cái chữ lãnh đạo. Cầm quyền thì đúng hơn chứ không phải là lãnh đạo, tại vì đâu có được dân bầu đâu mà lãnh đạo. Khi mà mình nói thôi, người mà được dân bầu lên thì mới đúng là lãnh đạo, còn cái anh này là chỉ là cầm quyền thôi. Thành ra đó ổng nói rằng đó là có hiến pháp được bảo vệ như vậy. Thì TV nói hiến pháp đó, phải tạo ra cái nền tảng là công bằng. Một cái hiến pháp mà bất công, không có công bằng thì hiến pháp đó đáng vứt vào sọt rác. Thì TV cũng đại khái là TV trả lời như vậy. Các anh dựa lên cái hiến pháp là tạo lên nền tảng công bằng, mà các anh lại là độc đảng thì làm sao gọi là công bằng được? Tại sao các đảng phái khác không được nắm quyền chính trị? Tại sao các đảng phái khác không được để mà lãnh đạo đất nước, để được bầu vào những cái chủ chốt để mà lãnh đạo đất nước? Mà tại sao chỉ có Đảng Cộng sản theo cái điều 4 hiến pháp là được quyền lãnh đạo đất nước thôi? Thành ra đó là cái lý do một hiến pháp đó phải dựa vào cái nền tảng công bằng thì mới nói chuyện được. Chứ mà một cái hiến pháp mà không có dựa vào nền tảng công bằng thì hiến pháp đó vứt đi rồi. Thành ra đó là những lời TV coi như là than thở với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại vì đó TV gọi Nguyễn Xuân Phúc đó là hai cái cú phone mà đầu tiên đó, coi như là hai cái cú phone lại là giao hảo trong cái tình cùng là người Việt Nam. Nhưng mà bây giờ đó ông Nguyễn Xuân Phúc mà ông trả lời như vậy đó thì nó thật TV không thể nào chấp nhận được. TV 256 đã bị lừa gạt từ lúc mà năm 1988 kìa, 87 kìa, khi mà chế độ cộng sản này nó bắt đầu nó thay đổi gọi là về kinh tế.
thì TV cũng quen biết một số người họ muốn về Việt Nam, và TV nói phải cẩn thận, làm sao mà về Việt Nam được. Cái vấn đề quan trọng đó, lúc nào đó cái chính trị nó cũng phải đi trước, phải nói như vậy, chứ không phải cái kinh tế đi trước. Chính trị là cái mà nó điều khiển cái kinh tế, mà chính trị mà anh vẫn độc tài độc đảng đó, thì không thể nào mà cái đất nước phát triển được. Cái vấn đề TV gọi cho ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó là muốn tạo được cái sự đoàn kết toàn dân. Nếu mà ông Nguyễn Xuân Phúc á, khẳng định một sự mà thay đổi về thể chế chính trị, thì TV chắc chắn là tạo được cái sự toàn kết toàn dân. Không phải là chỉ có dân hải ngoại không, để mà ủng hộ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mà còn tất cả những người dân trong nước nữa. Người dân hải ngoại chính là người dân trong nước đi ra hải ngoại, chứ ở đâu mà tự nhiên họ có. Họ chính là người dân trong nước, mà cái ý kiến của người dân ở hải ngoại đó, đó là ý kiến của người dân trong nước. Người dân hải ngoại mong muốn một cái sự thay đổi về cái thể chế chính trị, thì người dân trong nước cũng mong muốn điều đó. Nhưng mà có lẽ là họ không có đủ điều kiện để họ nói ra thôi. Họ không có đủ điều kiện nói ra, họ nói ra là họ bị bắt. Đó, anh Nguyễn Lăng Tĩnh đó, chỉ vì đưa mấy cái bài ca cho các em, thầy đó thầy dạy mấy cái các em bài ca để mà có cái tính chất là đấu tranh để mà chống giặc Tàu, là thầy cũng bị bắt và bây giờ bị 9 năm tù. Nguyễn Lăng Tĩnh, một cái chế độ mà mang rợ như vậy mà tại sao lại không thay đổi? Làm sao mà chấp nhận có thể là thay đổi chính trị từ năm 1987 rồi, tới bây giờ vẫn chưa thay đổi về chính trị? Có phải là biệt dân không? Có phải là lường gạt TV256 không? Ai cũng mơ ước một cái sự mà thay đổi thật sự, là thay đổi chính trị, chứ không phải là thay đổi kinh tế. Nó không đơn giản như vậy. Chúng ta không thể là bị lừa bịp thêm nhiều năm nữa. Thành ra hôm nay TV phải lên tiếng, phải tức mình lên tiếng. Quý anh chị nghe, quý anh chị em vào sau thì có thể chưa nghe được cái đoạn văn TV256 nói chuyện với ông Nguyễn Xuân Phúc. TV mời quý anh chị lắng nghe nha. Hello, Thủ tướng Phúc ơi. Hello, anh khỏe không? Dạ, tôi khỏe thưa Thủ tướng. Hôm nay Thủ tướng nói chuyện với tôi được 5 phút không? Xin 5 phút thôi mà cũng có... 5 phút thôi, tôi đang... chịu không nổi luôn. Tôi biết Thủ tướng bận lắm, nhưng mà sự thật ở bên Mỹ mà Thủ tướng biết rằng là khi mà đạo luật nhân quyền được thông qua bởi thượng viện, nó bây giờ chờ đợi ông tổng thống Trump ký thôi. Thì tôi muốn nói với Thủ tướng là đất nước mình cần phải thay đổi cái thể chế chính trị. Cái điều mà toàn dân hải ngoại đều mong muốn điều đó, dân như vậy. Và tôi khẳng định điều đó. Không à, chưa thay không thay đổi thế thì lúc này được anh không thay đổi anh ạ. Thay đổi lịch sử kinh tế đó để phát triển kinh tế xã hội. Bao giờ nước nào đồng thời là phát triển kinh tế, dân giàu nước mạnh lên, tốt đất lên. Anh Bình nha. Dạ, nhưng mà chúng ta là sức khỏe mà thế không? Nghiên cứu rồi đóng góp nói chuyện mà chào anh Bình. Nói chuyện mà không dám nói chuyện. Điện thoại muốn gọi. Không dám nói chuyện với một người dân như thế. Chỉ có một vài phút thôi mà ông cũng không nói chuyện được với TV256 nữa, mà TV mong muốn mình nói tất cả những cái gì để cho ông hiểu. Mà rốt cuộc mình thật là thất vọng một cái ông Thủ tướng như vậy. Mình rất là thất vọng. Chừng nào mới là thay đổi chính trị? Bây giờ chưa phải là lúc, chứ chừng nào nữa?
dập tàu nó đánh nó sẽ đánh liền đó, nó không phải là yên đâu. Mình thấy cái tình hình thế giới nó đã thay đổi như vậy rồi. Thấy ông Trump đã ký cái đạo luật về nhân quyền để mà bảo vệ Hồng Kông rồi, thì mình biết chắc chắn là chiến tranh nó sẽ xảy ra. Và chiến tranh xảy ra thì mình mong muốn rằng là Việt Nam phải là đồng minh của Hoa Kỳ. Đó là điều mơ ước của mình, để mà đất nước mình tránh cái cuộc chiến tranh này. Ít ra mình cũng được là đồng minh bảo vệ. Nước Mỹ mình nó cũng có là 2.1 triệu. Vừa rồi về cái vấn đề mà dân số là có 2.1 triệu người Việt Nam đang sống ở trên đất Mỹ. Đó là những người Mỹ. Giống như TV256 cũng mang cái quốc tịch Mỹ. TV là người Mỹ. Thì TV phải có phận sự để mà bảo vệ cho quê hương đất nước của mình. Thành ra đó là những lời tâm quyết của TV256 mà muốn nói đến ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Để mà khẩn thiết yêu cầu ông thay đổi cái thể chế chính trị. Mà ông không chịu nghe. Ông khẳng định là chưa đến lúc mà phải thay đổi chính trị. Tới giờ nào mới là thay đổi thể chế chính trị lần? Người dân như TV256 bị lường gạt là suốt mấy chục năm rồi. Từ năm 87 nói là thay đổi thể chế chính trị. Rồi nói một vài năm sau đó là phải... Năm 87 là nói thay đổi về kinh tế. Nhưng mà nói về vài năm sau nữa là sẽ thay đổi về chính trị. Rốt cuộc TV256 chờ đợi từ năm 87 đến bây giờ. Và đến bây giờ vẫn tiếp tục thay đổi về kinh tế. Mấy anh độc quyền về chính trị làm sao mà thay đổi về kinh tế được? Làm sao mà người dân có thể tin tưởng mà đầu tư trong khi mà nhà nước độc tài quản lý? Vô phương. Mà cái mình cần đó là sự đoàn kết toàn dân. Chỉ có thay đổi chính trị thì dứt khoát mới là đoàn kết toàn dân được. Còn ngày nào mà chưa thay đổi chính trị á, TV256 chờ tin vui nhé. Hy vọng TV hy vọng sẽ có những người đứng lên. Bây giờ là TV nghĩ rằng là giờ thứ 25 đã sắp tới. Thì TV nói giờ thứ 25 thì chắc quý anh chị hiểu là giờ thứ 25 là như thế nào. Cái giờ thứ 25 là cái giờ người dân nổi dậy đó. Cái giờ mà thay đổi giữa cái hai thể chế đó, là cái giờ thứ 25. Giờ thứ 25 sẽ xảy ra đó thưa ông Quốc Phúc. Hôm nay đó là cái ngày mà TV live stream đây để là cũng là nhắc nhở ông Phúc. Phải thực tâm thay đổi chính trị đi thì mới tạo được cái sự đoàn kết toàn dân. Là cái giờ giữa sự sống và sự chết cho những ai mà cầm quyền. Giờ thứ 25 nó nguy hiểm lắm thưa ông Nguyễn Xuân Phúc. TV thấy được cái tình trạng như vậy. Giờ thứ 25 đó là ông phải nắm cái quyền hành và ông phải thay đổi cái thể chế chính trị thì mới mong được bảo đảm cái mạng sống của ông. TV không phải là cảnh cáo ông đâu, nhưng mà nói thật, sự thật là vậy. Ông có thể cứu được cả cái dân tộc này và người dân vẫn mãi mãi nhớ đến tên tuổi của ông là một người cứu cái dân tộc này thoát khỏi cái ách cộng sản và bảo vệ cái sinh mạng của ông. Chẳng những bảo vệ sinh mạng của ông và còn bảo vệ cả gia đình của ông nữa. Cái giờ phút này là cái giờ sống chết của những cái bộ cầm quyền.
Một là các ông thay đổi để mà mang lại cái sự sống cho chính các ông và gia đình các ông, hoặc là các ông sẽ bị tiêu diệt. Khi mà người dân dùng lên rồi thì các ông sẽ bị tiêu diệt. Thành ra các ông sẽ trở thành một anh hùng của dân tộc, hay là các ông muốn thành một cái gã mà Gaddafi, mà đại tá Gaddafi mà chết thời thảm dưới bàn tay của người dân như vậy. Các ông sẽ lựa chọn đi. Các ông lựa chọn đi. Ông Phúc, ông lựa chọn đi. Có thể một số người đó chưa lắng nghe được cái cuộc nói chuyện giữa TV256 và ông Nguyễn Xuân Phúc. Thì sẵn đây TV cho nghe lại một lần nữa nha. Rồi TV sẽ bình luận thêm ha. Hello, Thủ tướng Phúc ơi. Hello, anh khỏe không? Dạ, tôi khỏe thưa Thủ tướng. Hôm nay Thủ tướng nói chuyện với tôi được 5 phút không? À, vài phút thôi, tôi đang chuẩn bị tắt giữ đây nghe. Anh nói đi, nói đi. Tôi biết Thủ tướng bận lắm, nhưng mà sự thật ở bên Mỹ mà Thủ tướng biết rằng là khi mà đạo luật nhân quyền được thông qua bởi thượng viện đó, bây giờ chờ đợi ông tổng thống Trump ký thôi. Thì tôi muốn nói với Thủ tướng đó, là đất nước mình cần phải thay đổi cái thể chế chính trị. Cái điều mà toàn dân hải ngoại đều mong muốn điều đó gần như vậy, thì tôi khẳng định điều đó. Không à, chứ thay không thay đổi thế thì lúc này được anh là không thay đổi được anh này. Thay đổi lịch sử kinh tế đó để phát triển kinh tế xã hội. Bao giờ nước nào đồng thời là phát triển kinh tế, dân giàu nước mạnh lên, tốt đẹp lên, anh Bình nha. Dạ, nhưng mà chúc anh sức khỏe và tiếp tục nghiên cứu rồi đóng góp xây dựng đất nước anh Bình nha. Rồi. Chào anh Bình. Xin bấm số điện thoại muốn gọi. Đó là ông Việt không đó, ông không bao giờ mà nói chuyện với ông mà mấy lần trước cũng vậy. Gọi là 2-3 phút là nhiều à, chứ mà chưa bao giờ tới 5 phút nữa. Làm sao mà ông biết lắng nghe được cái nguyện vọng của một người dân. Cái nguyện vọng của một người dân mà ông không có cho tới mà 5 phút để nói chuyện nữa thì làm gì mà ông biết lắng nghe được cái nguyện vọng của người dân. Thành ra buộc lòng TV256 phải lên livestream phải nói về cái vấn đề này. Ít ra anh làm thủ tướng đó, anh cũng phải nghe cái nguyện vọng của người dân trong vòng 5 phút. Ít ra cũng vậy, cũng thôi thì phải 10 phút. Mà tôi nghĩ rằng những cái vấn đề hệ trọng như vậy, mình có thể mình nói 5 phút hoặc 10 phút được. Hoặc là 15 phút nửa tiếng được. Mình vẫn có thể mình nói chuyện được. Để bàn về cái vấn đề mà chính trị như thế này. Tại vì cái chính trị là nó dẫn cho mọi người đến những cái con đường mà hay, những cái con đường mà tốt đẹp để mà làm tốt một cái sự kiện nào đó, thì cái vấn đề đó là chính trị. Chính trị là nó len lỏi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không bao giờ thoát được cái vấn đề chính trị. Tất cả những gì chúng ta nói đều mong cho nó tốt đẹp hơn, chỉ mong cho cái gia đình tốt đẹp hơn, mong cho đời sống tốt đẹp hơn. Đó là chính trị. Đừng có nói là tôi không thích về chính trị. Mấy người đó nó không có đúng. Tại vì cái chính trị là nó len lỏi về cái đời sống. Chính trị là mình tìm ra cái con đường để làm tốt đẹp thôi. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh Trần Vũ Anh Bình. Thì né tránh thôi chứ. Đúng như vậy. Ông né tránh. Và ông không có cho cái TV256 một cái cơ hội để mà nói nữa. 3 lần điều y như vậy. 3 lần nói chuyện với ông. Rồi cái chạy à. Lần trước thì nói về hiến pháp mà TV cũng vừa kể cho quý chị em nghe đó.
hiến pháp phải tạo ra sự công bằng bình đẳng chứ. Tự nhiên mà chắc anh mẹ lấy cái đảng cộng sản của anh, đảng cộng sản chỉ là một cái tên riêng, một cái danh từ riêng thôi. Mới tự nhiên rồi bỏ vô trong hiến pháp. Có phải là các anh đã đè đầu cởi cổ người dân Việt Nam bằng cái tên đảng gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam mà các anh bỏ vào điều 4 hiến pháp? Chứng tỏ là các anh đang ngồi xổm lên luật pháp, các anh đang ngồi xổm lên hiến pháp. Các anh hành xử như vậy không có được. TV chỉ cần thí dụ đơn giản thôi. TV 256 chỉ cần thí dụ đơn giản thôi. Bây giờ hiến pháp nó bỏ cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam vào cái điều 4 hiến pháp. Vậy thì hỏi trong cái quá khứ Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng thay đổi rằng là Đảng Lao động Việt Nam. Từ Đảng Cộng sản Việt Nam đổi thành Đảng Lao động Việt Nam, rồi trở lại là Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Rồi mỗi lần các anh đổi tên đảng Cộng sản, mai mốt bắt anh đổi tên thành Đảng Dân Chủ, đảng gì thì chẳng hạn, đảng trở lại Đảng Lao động chẳng hạn. Chẳng lẽ bắt các anh bắt hiến pháp phải thay đổi cái tên đảng theo, bắt cái hiến pháp phải thay đổi. Khi mà các anh bắt cái hiến pháp thay đổi đó là các anh đang đè đầu đè cổ người dân. Các anh đang ngồi xổm lên trên luật pháp. Các anh không thể nào mà để cái tên mà danh từ riêng của các anh rồi các anh bỏ vào trong bản hiến pháp được. Cái tên danh từ riêng của các anh rồi mai mốt các anh đổi tên này đổi tên nọ rồi bắt các anh cũng bắt hiến pháp phải thay đổi theo các anh. Các anh chơi những cái điều luật như vậy, những cái điều luật như điều 4 hiến pháp đó là phản luật pháp, cái đó là lưu manh, nó mang tính chất là không có công bằng. Tại sao chỉ có một đảng là được quyền lãnh đạo đất nước, còn các bao nhiêu đảng phái khác lại không được lãnh đạo đất nước? Một cái hiến pháp phải dựa vào cái nền tảng công bằng, nền tảng văn minh. Chứ đâu phải một cái hiến pháp anh muốn đặt cái gì là anh đặt. Mà anh đặt ra anh bộ ông không thấy nhục nhã hả? Anh không thấy cái điều sai trái như vậy sao? Ai cũng thấy điều sai trái hết đấy. Ai cũng thấy cái điều mà không công bằng như thế. Lãnh đạo đất nước là của toàn dân. Ai cũng có quyền gọi là tham gia lãnh đạo đất nước hết đấy. Nếu mà họ có tài, họ ra ứng cử và họ được dân bầu. Chứ không phải là chỉ có phải là đảng viên của Đảng Cộng sản thì mới được vào cái chức mà lãnh đạo. Mà các anh bỏ cái điều 4 hiến pháp trong đó đó là các anh làm những cái chuyện rất là tội bại, không thể chấp nhận được. Những cái chuyện mà bất công như vậy không thể chấp nhận được. Hiến pháp phải tạo ra sự bình đẳng của mọi công dân, của mọi đảng phái, thì cái đó hiến pháp mới là thật sự là một hiến pháp. Một cái hiến pháp mà bất công như vậy, chỉ có một đảng cộng sản được quyền lãnh đạo cái đất nước, thì cái hiến pháp đó phải vứt và sọt ra. TV 256 không bao giờ chấp nhận một cái bản hiến pháp như vậy. Các anh lường gạt người dân vừa phải thôi. Lường gạt người dân từ lúc mà 87 là các anh đã đổi mới. 88 các anh đã đổi mới. Nếu mà cho là 89 đi thì cũng là 40 năm rồi. Phải không? 89, 99, 109, 19 cũng là 30 năm, phải không? 99, 109, 30 năm. 30 năm, 40 năm gì đó. Bây giờ già cả rồi. Hồi xưa thì toán rành lắm mà bây giờ nói chuyện quên hết trơn. Tính từ mà năm 89 cho đến 19 mà cũng không biết nữa. 89, 99,
là 20 năm. Lẽ chính nữa. 99 là 10 năm, lẽ chính là 20 năm, 19 30 năm rồi. Dạ, mến chào anh TV anh Sáu và các anh chị em. Ông Phúc không dám nói thay đổi chính trị. Vì khi ông nói ra thì Cộng sản Trung Cộng sẽ trút phế ông. Vì vậy ông sợ nên không dám thay đổi. Cũng hay. Người cái cầm quyền á, khi mà người dân đã đưa lên anh cái chức vụ mà cầm quyền rồi đó. Chức vụ mà hiện tại thì TV256 coi ông Phúc là người là top guy đó. Tại vì ông Nguyễn Phú Trọng là ông có vấn đề rồi. Chủ tịch nước có vấn đề. Rồi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có vấn đề. Mang cái chức là Tổng Bí thư với Chủ tịch nước đã có vấn đề rồi thì tất cả mọi quyền lực hiện đang nằm ở trong tay ông Nguyễn Xuân Phúc. TV tin tưởng vào điều đó. Thành ra TV mới đề nghị cái vấn đề mà ông có thể ông thay đổi cái thể chế. Ông Phúc đang nắm quyền chứ ai nữa. Mà khi mà anh đã nắm cái vận mệnh đất nước rồi đó, đừng bao giờ anh sợ chết đó. Anh lo cho đất nước quê hương mà anh sợ thằng giặc Tàu thì cũng nó cũng không đúng. Trung Cộng sẽ trút phế ông. Thì nhiều người họ tin tưởng như vậy. Nhiều người họ tin tưởng là Trung Cộng đang nắm quyền hành ở Việt Nam. Chứ không phải là ông Nguyễn Xuân Phúc. Tại vì đó, nó ngày ngày nó cứ lấn sân vào Việt Nam thôi. Thành ra hiện tại đó, giặc Tàu nó đầy ở trên cái quê hương đất nước của chúng ta. Là một cái điều mà chúng ta không thể tránh được. Ngoại trừ chúng ta phải biết liên minh với Hoa Kỳ vào lúc này thì để mới có bảo vệ cho đất nước của chúng ta thôi. Đó là điều mơ ước của TV256. Anh không liên minh thì anh sẽ chết thôi. Sự thật là vậy. Mà giờ phút này là giờ phút mà phải đoàn kết toàn dân. Cái vấn đề nó quan trọng là nó ở đoàn kết toàn dân. Nếu mà chúng ta biết mà thay đổi cái thể chế chính trị thì chúng ta tạo được cái sức mạnh tổng hợp của cái đất nước mình. Toàn dân sẽ đoàn kết với nhau, đều chung lưng để mà xây dựng cái đất nước này. Cái đoàn kết toàn dân nó quan trọng lắm chứ. Người Việt hải ngoại, người Việt trong nước đều mơ ước cái điều đó. Người ta thấy rõ điều đó mà. 5 triệu người Việt hải ngoại này nè. Hiện tại là có khoảng 5 triệu người Việt hải ngoại. 5 triệu người hải ngoại đó có thể tổng sản lượng của 5 triệu người Việt hải ngoại đó. Nó có thể lên đến phần nửa cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam chứ không phải là không đâu. Tại vì quý anh chị biết mà báo chí đã nói về cái vấn đề mà người Việt hải ngoại mà gửi tiền về trong nước là lên đến 12 tỷ đô la mà. Sự thật ra mình không có cái con số nhưng mà mình biết là người Việt đó. Người Việt Nam ở hải ngoại họ không có lãnh thổ, họ chỉ sống cái nhà riêng của họ thôi, họ không có quốc gia nữa. Mà cái lương của họ nếu mà tổng sản lượng mà của người Việt hải ngoại là có thể hơn phân nửa cái GDP của đất nước nữa. Thì những nhà cầm quyền đó phải nghe ai? Nếu mà mình nhà cầm quyền đứng đắn á, thì mình phải nghe những lời người Việt ở hải ngoại người ta nói. Thấy không? Người ta biết được những cái thể chế đó nó mang lại cơm no áo ấm cho người dân. Và nước Nam mang lại cái việc làm cho người dân nữa. Không, chúng ta không cần phải xuất khẩu lao động nữa.
Bây giờ vấn đề xuất khẩu lao động nó nhục nhã lắm. Mình hàng triệu người mà đi xuất khẩu lao động nó nhục nhã vô cùng lắm. Mà cái bọn cầm quyền là nó không biết nhục nhã đâu, thưa quý anh chị em. Bao nhiêu năm rồi nó như vậy đó. Nó nghĩ là xuất khẩu đi là càng tốt. Và nó không bao giờ nó biết nhục nhã đó. Quý anh chị em nhớ cái bài viết đời này. Nó nói rằng là các đồng chí ơi, các đồng chí đừng có sợ dân giàu. Ngày hôm nay ông Nguyễn Xuân Phúc ông nói như vậy. Từ cái câu đó thôi, quý anh chị em cũng suy ra được là nó tụi Việt Cộng nó không bao giờ nó muốn cho dân được giàu. Khi mà bọn Việt Cộng nó không muốn cho người dân được giàu như vậy, nó là ai? Khi mà nó không muốn người dân được giàu như vậy, nó là bọn phản quốc. Nó thẳng ra như vậy. Chỉ có bạn phản quốc mới không muốn người dân mình được giàu thôi. Quý anh chị em nhìn thấy tất cả những biểu hiện nó nhan nhản là phản quốc không ạ? Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa, đó là phản quốc đó. Một cái xã hội chủ nghĩa đâu đâu đó, góp nhập từ ở ngoài bang, người ta đã vứt bỏ và sụp rác rồi. Chủ nghĩa Karl Marx, Lenin rồi, chủ nghĩa cộng sản người ta đã vứt bỏ và sụp rác rồi. Mà mình còn mơ mộng tiến đến xã hội chủ nghĩa, mà ngay cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ổng nói hết thế kỷ này, hết thế kỷ 21 này còn chưa có thấy được cái xã hội chủ nghĩa nữa. Mà vậy mà ổng vẫn tiếp tục kêu gọi người dân phải tiến lên cái xã hội chủ nghĩa. Một cái xã hội chủ nghĩa bất công, tạo ra cả quốc gia đều là dân oan. Tất cả mọi người đều là dân oan hết. TV256 cũng là dân oan. Không có lý do gì TV256 phải bỏ nước ra đi. Tại sao mình không thương yêu đất nước của mình ở lại đất nước mình? Có phải là oan ức không? Mình rất là bị oan ức, thưa quý anh chị em. 5 triệu người hải ngoại là 5 triệu người dân oan ức. 96 triệu người dân ở quốc nội cũng là oan ức. Tất cả chúng ta đều là dân oan. Cả nước đều dân oan. Hàng triệu người bị xuất khẩu lao động cũng là dân oan. Họ không bao giờ họ muốn xa gia đình của họ, xa cái quê hương của họ. Những mà cô dâu xuất khẩu lao động cũng vậy. Không có biết rõ tiếng người, cũng trở nên thành một người cô dâu, làm dâu cho thiên hạ. Có phải là oan ức không? Tất cả đều là dân oan hết. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải để cái đất nước mình khổ sở như vậy? Mình phải thay đổi chứ. Cái vấn đề nó nằm ở đâu? Nó không phải là thay đổi kinh tế. Các anh đó đã thay đổi kinh tế từ năm 1987 rồi. 88 rồi, cho 88 đi. Các anh đã thay đổi cái kinh tế là 30 năm rồi. Đâu phải là mới đây đâu. Ngày hôm nay các anh lại tiếp tục gọi là thay đổi kinh tế nữa là làm sao? Làm sao người dân có thể chấp nhận nổi? Không thể nào người dân chấp nhận nổi. Và đó là cái hôm nay là TV256 phải lên livestream để nói về vấn đề này. Chịu không nổi. Sự thật thì mình cũng không muốn, mà mình bắt buộc mình phải lên livestream. Mình tức rồi, mình lớn tuổi rồi, mình đâu có sức khỏe nhiều để mà có thể lên livestream nữa đâu. Mình càng ngày càng yếu rồi, càng quên trước, quên sau. Rồi làm sao mình livestream được như mà giới trẻ được? Hoàn toàn là mình không đủ khả năng đó. Mà hôm nay cũng phải tức mình để mà livestream, để mà vạch trần những cái điều mà
mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đó, nó không có đúng. Giờ này không phải là giờ để mà thay đổi về về chính trị nữa, mà giờ này là giờ phải thay đổi về thể chế gì? Thể chế, tiến đến thể chế dân chủ, thay đổi thể chế chính trị, là vứt bỏ cái thể chế cộng sản vào sọt rác đi. Đó là TV256 mong muốn như vậy, và toàn dân mong muốn như vậy, không phải chỉ là 5 triệu người Việt hải ngoại mà còn cả trong nước nữa cũng toàn dân đều mong muốn như vậy. Quý vị hãy chứng, nó là bằng chứng cho quý vị thấy là ngày 10 tháng 6 đó, năm 1900 năm 2018 đó, quý anh chị thấy người dân xuống đường tới mức nào không? Cả nước xuống đường luôn để mà báo động cho những nhà cầm quyền phải thay đổi đó. Nhưng mà họ không, họ chỉ bắt bớ thôi, họ bắt bớ tất cả những người yêu nước, họ bắt bớ tất cả những người yêu nước, nó đau khổ như vậy đó. Những người mà tài ba tài giỏi của đất nước là nằm ở trong tù đó, như anh Trần Quỳnh Duy Thức, như anh Nguyễn Năng Tĩnh vừa mới bị bắt mà 9 năm tù rồi. Đất nước ta rất là đau thương những người có tài giỏi bị trong tù, giống như là luật sư mà Lê Thị Công Nhân cũng đã từng bao nhiêu năm tù trong đó. Họ là những người tài giỏi cho đất nước. Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng là những người tài giỏi cho đất nước. Họ bị bỏ tù. Tất cả những người yêu nước, những người mà có tài năng để mà lãnh đạo quần chúng, thì là họ bị nằm ở trong tù, thưa quý anh chị em. Thì chịu nổi không? Hoàn toàn chúng ta không thể nào chúng ta chấp nhận những cái hành xử mà vô bạo như vậy, vô luân như vậy. Thưa quý chị em, thì hôm nay đó thì TV muốn mấy anh chị em vào sau, thì TV thấy cũng có nhiều người đó, thì TV muốn chia sẻ về cái đoạn mà ghi âm giữa TV256 và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nha. Mời quý anh chị em lắng nghe nha. Hello, Thủ tướng Phúc ơi. Hello, anh khỏe không? Dạ, tôi khỏe thưa Thủ tướng. Hôm nay Thủ tướng nói chuyện với tôi được 5 phút không? À, vài phút thôi, tôi đang chuẩn bị sắp giữ đây nhé. Anh nói đi, nói đi. Tôi biết Thủ tướng bận lắm, nhưng mà sự thật là ở bên Mỹ mà Thủ tướng biết rằng là khi mà đạo luật nhân quyền được thông qua để từng hiệu đó, bây giờ chờ đợi ông Tổng thống Trump ký thôi. Thì tôi muốn thưa với Thủ tướng đó, là đất nước mình cần phải thay đổi cái thể chế chính trị. Cái điều mà toàn dân hải ngoại đều mong muốn điều đó, dân như vậy. Và tôi khẳng định điều đó. Thế nên, chưa thay không thay đổi thế thì lúc này được anh không thay đổi lên nè. Thay đổi lịch sử kinh tế đó để phát triển kinh tế xã hội. Bao giờ nước nào đồng thời là phát triển kinh tế, dân giàu nước mạnh lên, tốt nhất lên. Anh Bình nha. Dạ, nhưng mà chúc anh sức khỏe và tiếp tục nghiên cứu rồi đóng góp xây dựng đất nước anh Bình nha. Rồi. Chào anh Bình. Quý anh chị em thấy thô vị không? Quý anh chị em thấy thô vị không? Làm sao mình có thể giúp nước đất nước được? Làm sao mình có thể giúp nước xã hội được? Khi mà cái thể chế chính trị cộng sản nó còn đang cầm quyền như vậy, chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ giúp cho cái bọn cộng sản. Thành ra người Việt ở hải ngoại, người ta không thể nào người ta làm được cái việc mà giúp nước. Làm sao mà giúp được trong khi mà cái thể chế độc tài nó vẫn còn cai trị bởi cái điều 4 hiến pháp? Không bao giờ.
Có nằm mơ đi, ông Thủ tướng đừng có bao giờ nghĩ là người Việt hải ngoại có thể giúp đỡ đất nước. Chỉ có lèo tèo thôi. Lèo tèo mấy cái người của Cộng sản họ đưa qua đây rồi cái vấn đề tiền bạc thôi. Chứ ngoài ra đó, họ không có, họ làm việc phải có cái lương tâm của họ. Cái lương tâm của họ không cho phép họ phải làm việc với những cái tên độc tài Cộng sản như vậy. Cái lương tâm không cho phép. Anh đã làm tội ác nhiều quá rồi, thì anh muốn mà chuộc cái tội đó thì anh phải thay đổi cái thể chế. Người dân không cần phải trút phế anh, chỉ có mong là anh thay đổi cái thể chế thì anh mới tạo được cái niềm tin của toàn dân. Và người dân á, họ mới đoàn kết được. Là anh tạo sự cái đoàn kết toàn dân đó. Khi mà anh chấp nhận thay đổi cái thể chế chính trị thì tự động thôi, tự động anh được cái sự ủng hộ của toàn dân. Toàn dân hải ngoại, toàn dân trong nước gọi là ủng hộ cái người mà chịu cái thay đổi cái thể chế chính trị. Thì anh trở thành một vị cứu tinh của toàn dân. Và lịch sử sẽ muôn đời ghi nhớ những cái người cứu tinh của dân tộc như vậy. Anh Phúc nói thật, TV chia sẻ cái đoạn video này đã muốn chuyển lời đến anh Phúc. Anh Phúc, anh có thể trở thành một người anh hùng dân tộc của đất nước này. Là mình, anh sẵn sàng gọi là thay đổi cái thể chế chính trị để cứu cả cái dân tộc này. Hoặc là anh trở thành một tên đại tá Gaddafi đã bị toàn dân nước Libya mà xử tội chết, kéo ra trong một cái ống cống để mà đánh, để mà bắn, để mà giết. Anh chọn cái nào đấy anh Phúc? Đây là không, cái thời điểm sắp tới là cái thời điểm của giờ phút 25 mà TV nói với quý anh chị em. Nó sắp tới rồi chứ không phải là không có đâu. Mình dòm thấy đó, cái đất nước mình giống như là cái sự mà mặt sóng mà nó yên lặng như vậy. Nhưng mà ở dưới đó là cái cơn sóng ngầm đó, cái đó mới quan trọng. Yeah, Sunny Việt Nam, Thái Lan độc lập tự do và tình yêu bao trùm cả nước. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một xã hội tàn bạo, quỷ dữ, bao trùm cả nước. Dạ, cảm ơn cái lời comment của bạn. Đức Thánh trừng trị quỷ dữ, amen. Tới cái thời điểm rồi thưa quý anh chị em, đến cái thời điểm là phải thay đổi rồi. Trong cái tương lai đó về